người nhá. Hôm nay đứa sẽ làm video thử thách các em ăn mì tôm. Một người ăn 4 gói mì tôm. Ai mà ăn hết trước là đứa sẽ thưởng các em một người 50.000. Nếu mà các em mà ăn không hết nha. Mà thử thách các em ăn một người 4 gói thôi mọi người nha. Đây. 4 gói mì thôi. Nếu mà các em ăn không hết 4 gói mì này trong thời gian quyết định, nếu mà ăn không hết đưa sẽ phạt hai em này đền lại gấp đôi 4 gói mì, trả lại thành 8 gói nha các bạn nha. Bây giờ như thế này, hai em chọn thời gian ăn trong thời gian bao nhiêu? 3 phút. Rồi ok. Vậy nha. Giờ hai em sẽ đi lấy củi rồi lấy son châm lửa nấu nước sôi thôi đi.
xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mì của mình nhà tổ chức hôm nay đã hoàn thành rồi. Bây giờ hai em chuẩn bị ăn thôi. Mà thời gian trong vòng 3 phút, nếu mà ăn hơn 3 phút chưa hết là mình sẽ phạt hai em mua lại gấp đôi mì tôm. Nếu mà ăn hết trước 2 phút mới thì mình sẽ đưa thêm hai em mỗi người 50.000 nha. Các bạn hãy theo dõi kênh của mình hôm nay nha. Hai em sẵn sàng nha. Ok. Anh đếm từ 1 đến 3 bắt đầu ăn nha. 1 2 3 bắt đầu ăn. Cố lên, hai em cố lên. Một bữa ăn thật là no nê. Đá quá, ra hết mồ hôi. Hai em ăn rất là giỏi mọi người ạ. Mọi người xem kênh của mình hôm nay nhớ ủng hộ nha, đăng ký và chia sẻ ủng hộ kênh nhân em mình nha, để đón nhận video của mình tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.